G-Dragon lộ động thái đầu tiên có phải ẩn ý về Jennie? G-Dragon và Jennie BLACKPINK hiện đang là couple hot nhất, được bàn tán nhiều nhất hiện nay. Cặp đôi bất ngờ bị dispatch khui hẹn hò vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Nguồn tin tiết lộ hai idol hàng đầu đã hẹn hò được một năm. Sau tin hẹn hò của G-Dragon và Jennie diễn ra, cả hai thần tượng đều im lặng trước truyền thông về chuyện cá nhân. Trong khi phía nhà gái khá yên ắng, thì G-Dragon đã đăng tải bài viết đầu tiên trên mạng xã hội. Thủ lĩnh BIGBANG vẫn vô tư chia sẻ ảnh đẹp mặc kệ sóng gió. Anh chàng khoe độ giàu có qua loạt ảnh quảng cáo sang chảnh, đeo đồ hiệu khắp người cùng đồng hồ, trang sức trị giá khủng của Chanel. Đáng nói, Jennie nổi tiếng khắp thế giới với cương vị là người mẫu đại diện của Chanel, được gọi là Chanel sống. Chính vì vậy, dân tình không khỏi suy đoán Jennie vừa khéo léo PR, vừa ẩn ý về cô bạn gái để mà. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, bản thân trưởng nhóm BIGBANG cũng là gương mặt đại diện có tiếng của Chanel, nên việc anh đăng bài quảng cáo cho nhãn hiệu này là hoàn toàn bình thường, không có ẩn ý với Jennie. Cách đây 2 ngày, cụ thể ngày 1 tháng 3, Jennie đã ngoi lên mạng xã hội để ủng hộ màn solo Rosé và tiếp tục lặn sâu đến giờ. Có thể nói, G-Dragon là thần tượng không biết sợ của K-pop, anh chàng không hề lo lắng trước thông tin hẹn hò như những idol khác, vẫn hoạt động bình thường trên mạng xã hội mà không ngại bị anti-fan tấn công trang cá nhân. G-Dragon và Jennie có thể xuất hiện cùng show thời trang. Cùng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang nổi tiếng, G-Dragon và Jennie nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện của nhà mốt. Được biết vào ngày 9 tháng 3 tới đây, Chanel sẽ có một show diễn thời trang và rất nhiều gương mặt đình đám sẽ tham dự và chắc chắn không thể bỏ qua hai vị đại sứ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau thông tin hẹn hò, nhiều khán giả chưa dám chắc cả hai nhân vật này có xuất hiện trong show hay không, nếu có thì đây chính là khoảnh khắc bùng nổ. Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng G-Dragon đang chuẩn bị hình ảnh cho sự kiện sắp tới, còn Jennie vẫn chưa có động thái sẽ tham dự hay không. Với những ai chưa biết, căn nhà hiện tại nơi Jennie sinh sống có giá xấp xỉ 9 tỷ won, tương đương 171 tỷ đồng, tọa lạc tại một trong những khu vực xa hoa bậc nhất Hàn Quốc, Hàm Nam Đông. Giá trị tài sản ròng của thủ lĩnh BIGBANG rơi vào khoảng 40 triệu USD, tương đương với 920 tỷ đồng. Là một nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ nổi tiếng nhất quốc gia ở thời điểm hiện tại, phần lớn trong con số khổng lồ đó đến từ phí bản quyền. Năm 2018, Jennie lọt vào top 1 danh sách thần tượng có nhiều bản quyền nhất với hơn 170 bài hát. 20 trong số đó đứng đầu Gaon Digital Chart, tương đương Billboard 100 của Mỹ. Ngoài ra, Jennie còn được các thương hiệu lớn săn đón như một ông hoàng. Vào tháng 11, anh ấy xuất hiện trên trang bìa của Vogue Korea với 3 phiên bản khác nhau. Tạp chí này đã trở thành ấn phẩm bán chạy nhất trong lịch sử thương hiệu với hơn 28.000 bản được tẩu tán chỉ trong 3 ngày đầu tiên. Sau khi xuất ngũ, Jennie cũng nhanh chóng làm mưa làm gió với mẫu rẻ hoa cúc. Bộ sưu tập này đã bán hết sạch chỉ trong vài phút, mang lại cho Jennie nguồn lợi nhuận khổng lồ. Anh chàng khiến người hâm mộ xôn xao khi thông báo sẽ trở lại với một album solo phát hành trong thời gian sắp tới. Jennie cũng không thua kém, cô có giá trị thương hiệu khoảng 8 đến 9 triệu đô la, khoảng 200 tỷ đồng. Trước khi ra mắt với tư cách thành viên BLACKPINK, cô nàng đã là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Theo dân mạng, mẹ của Jennie là cổ đông của CG Entertainment, một trong những công ty giải trí và truyền thông lớn nhất Hàn Quốc. Người hâm mộ thậm chí còn phát hiện nữ thần tượng từng xuất hiện trên chiếc xe Porsche Cayenne của gia đình với giá 60.000 USD, tương đương 1,4 tỷ đồng từ trước khi ra mắt. Đối với rapper nhà BLACKPINK, cô kiếm tiền chủ yếu từ việc ký hợp đồng và làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Theo đó, mức lương các thương hiệu này trả cho đại sứ rơi vào khoảng 60.000 USD, tương đương 1,4 tỷ đồng. Trong nhóm, Jennie là thành viên duy nhất đã phát hành album cá nhân với ca khúc solo vào năm 2018, nhờ lượng người theo dõi 40,4 triệu trên Instagram. Mỗi bài đăng PR sản phẩm của cô nàng mang lại số tiền đủ dùng cả tháng. Dù mới chỉ bị tung tin hẹn hò và chưa lên tiếng xác nhận chính thức, cặp đôi Jennie và Jennie vẫn bị soi nhiệt tình từ phong cách đến cuộc sống cá nhân. Nếu về chung một nhà, cả hai có thể sẽ sở hữu khối tài sản lên đến vài trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.